Tiếp theo kính mời quý vị theo dõi tiểu sử và những nét quan trọng về cuộc đời và sự nghiệp của vị tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Rex Tillerson do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump là người tạo nên rất nhiều ngạc nhiên và thú vị, từ những ngày bắt đầu vận động tranh cử cho đến sau khi đắc cử. Ông tạo thêm bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Ông chọn người vào những chiếc ghế then chốt mà không bất cứ ai có thể đoán được. Như chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao, đó là ông Rex Tillerson. Trong quá khứ, ông từng là chủ tịch và giám đốc điều hành cho Exxon Mobil, tập đoàn dầu khí lớn thứ nhì trên thế giới với thu nhập hàng năm là 404.5 tỷ Mỹ kim, sản xuất 6.5 triệu thùng dầu thô hàng ngày. Tillerson đầu sự nghiệp tại Action Mobile từ năm 1975 trong vai trò là một kỹ sư dầu hỏa. Ông tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Texas ở Austin. Và năm 1989, ông trở thành tổng giám đốc bộ phận sản xuất của Action Mobile tại Hoa Kỳ. Năm 1995, ông là chủ tịch của Axon Yaman Incorporation. Năm 2006, ông Tillerson được bầu làm chủ tịch và là giám đốc điều hành của Axom là một công ty lớn thứ sáu trên thế giới. Tillerson về hưu ngày 31 tháng 12 năm 2016. Ông cũng là một Eagle Scout, người từng là một cựu chủ tịch của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, BSA. Tuy không có kinh nghiệm về chính quyền, nhưng tại sao Tổng thống Trump lại chọn ông Rex Tillerson làm Tổng trưởng Bộ Ngoại giao? Ngay sau khi loan báo đề cử ông Rex Tillerson, thông tin trên Twitter của tổng thống Trump đăng tải như sau: Ông ta là một đại doanh nhân của thời đại. Ông là người giao thiệp rộng, có liên hệ làm ăn và thành công với các chính phủ của nước ngoài. Điều này sẽ giúp ích cho vai trò của bộ trưởng Bộ ngoại giao. Về vấn đề cá nhân, mối liên hệ của ông Tillerson với tổng thống Nga ông Putin là một trở ngại lớn cho việc chấp nhận của Thượng viện Hoa Kỳ. Năm 2012, thì ông Putin đã trao tặng cho ông Tillerson một huân chương hữu nghị, Order of Friendship, một huân chương cao quý và vinh dự của Điện Kirtland. Ông Rex Tillerson đã được Thượng viện chuẩn thuận vào ngày 1 tháng 2 với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống. Bình luận về truyền thông quốc tế thì trước hết theo nhà phê bình Brandon Smelokey của hãng thông tấn Reuters, thì ông Rex Tillerson là một ngoại trưởng vô hình. Một bộ trưởng ngoại giao bị xem nhẹ, một lãnh đạo kém khả năng, điển hình là ông thiếu kinh nghiệm và chưa có một chính sách chiến lược ngoại giao rõ ràng với Nga và Trung Cộng. Có thể đưa đến một chiến lược ngoại giao Mỹ sẽ bị lu mờ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Theo ông Brandon Smelokey, thì lãnh đạo thứ 69 của ngành ngoại giao Hoa Kỳ có lẽ sẽ đi trái ngược hẳn với người tiền nhiệm ông John Kerry. Theo ông Brandon Smellerkey phân tích, nếu so về mặt tính cách của cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Axel Mobil lại là một người rất kính tiếng so với ông John Kerry, tuy diễn giải dài dòng nhưng rất chuyên nghiệp và có giao tiếp rộng rãi với giới truyền thông. Vì trong vòng một tháng, Tân Ngoại trưởng Mỹ chỉ phát biểu có ba lần trước công chúng, nhưng lại không nêu được những ưu tiên trong chính sách ngoại giao của mình. Tại Mexico, ông Tillerson lại tỏ vẻ không mấy lưu loát khi nói về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước và có vẻ bị đồng nghiệp là Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông John Kelly, lấn nước. Các cuộc đối thoại của ông với đồng nghiệp của nước ngoài chỉ hạn chế trong vài cái bắt tay và phép xã giao trong các thông báo báo chí. Nếu như trước đây mỗi ngày phải có hàng chục các cuộc tiếp xúc thì giờ đây như nước nhỏ giọt. Rex Tillerson thậm chí còn bị mất một người cộng sự cho là già dạng, kinh nghiệm mà ông rất mong muốn giữ lại. Một điểm bất ngờ khác được hãng thông tin Reuters để ý là sự biến mất của các cuộc họp báo ngắn mỗi ngày, được coi là hoạt động thiêng liêng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao từ hôm 19 tháng 2, 2017 cho đến nay. Từ nhiều thập niên nay, cuộc họp báo này vốn là thường được phát trực tiếp trên các đài truyền hình, làm say mê các trang mạng xã hội, cho phép nền ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ các quan điểm của mình về các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Theo tiết lộ, thông lệ này sẽ được nối lại vào ngày 6 tháng 3 nhưng rất có thể là không diễn ra mỗi ngày như trước nữa. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, ngoại trưởng Rex Tillerson đã bị chỉ trích là xem thường việc công bố các bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền trên thế giới. Còn về nội dung báo cáo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về tình hình tại 199 quốc gia trên thế giới, không có gì thay đổi, vẫn nêu danh sách đen gồm các nước Bắc Hàn, Trung Quốc Nga, Iran và Cuba. Nhưng về hình thức ngoại trưởng, Rex Tillerson đã phá vỡ truyền thống 25 năm của ngành ngoại giao Mỹ khi không đích thân giới thiệu bản báo cáo trên trước báo chí và truyền hình. Đây là bản báo cáo đầu tiên dưới thời Trump Tillerson, dù văn bản này liên quan đến năm 2016 và đã được chính quyền Obama thu thập và phân tích. Thế nhưng, bản báo cáo đã được âm thầm công bố mà không có bất kỳ một bài diễn văn của ngoại trưởng hay họp báo của thứ trưởng phụ trách nhân quyền bình luận gia brandon smaloki kết luận nền ngoại giao hoa kỳ tương lai sẽ ra sao phải chăng tầm ảnh hưởng của hoa kỳ trên thế giới đang có nguy cơ bị lu mờ dần dưới thời donald trump cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới kính thưa quý vị chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát kính mời quý vị trở lại với phần hai sau phần thông báo và quảng cáo hàng năm tại Las Vegas có cuộc triển lãm kỹ thuật công nghệ quốc tế rất lớn gọi là CES. Công ty Luraco tham dự để giới thiệu ghế massage vật lý trị liệu y khoa số 1 thế giới vì những chức năng vật lý trị liệu độc đáo, những sáng kiến mới lạ và là ghế massage duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ. Mà ghế massage Luraco được vinh dự những giải thưởng The Best of CES 2017 in Health and Fitness. Đây là giải thưởng danh dự thứ ba mà ghế massage Luraco nhận được. Những gì mới nhất, tân tiến nhất và hấp dẫn nhất của ghế massage Saluraco đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của rất nhiều người. Tạp chí nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tức là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay, đã đưa ghế mà Saluraco lên hàng đầu trong một Being American and Buying American là người Mỹ hãy mua sản phẩm của nước Mỹ. Tạp chí này cũng đã liệt kê ghế mà Saluraco đầu bảng The Top 50 Most Innovative Product of 2016, tức là 50 sản phẩm sáng tạo nhất của năm 2016 ghế mà Saluraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam.